Ba điểm nổi bật ở trên bức tranh Cửu Hạc Du Xuân này là gì? Điểm đầu tiên, các bạn đang nhìn thấy bố cục của bức tranh này là gồm có một cội mai già đang vươn lên. Nếu nhìn từ xa, các bạn đang nhìn thấy cái cội mai già này giống như là cái thân hình của người cha đang vươn lên, làm cái bàn đỡ để cho những đứa con đứng ở trên đây. Và một cái cành vươn ra giống như là cái người mẹ đang che chở và chăm sóc cho những đứa con của mình. Một cái cành ở bên tay phải đây giống như là những anh em đó, cùng là nâng đỡ, cùng góp tay cùng với cha mẹ để nâng đỡ những người em trong gia đình của mình. Đấy là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai chính là những con hạc. Những con hạc ở đây được chúng tôi thiết kế đều đang nhìn vào trung tâm, nhìn vào điểm chính của người cha, người mẹ đang nâng đỡ cho mình và đang muốn tụ lại một cái không khí ở trong gia đình. Và ở bên trái hay là ở bên phải thì đều có những con chim hạc đang bay trở về. Và điểm thứ ba chính là cái kỹ thuật đục chạm. Trong cái bức tranh Cửu Hạc Du Xuân trên cái phôi gỗ dày 10cm như thế này thì chúng tôi vẫn tuân thủ theo cái nguyên tắc đó là đục chạm hoàn toàn thủ công. Cho nên nếu như mà nhìn thực tế ở bên ngoài thì những cái đầu của con hạc, những cái mỏ hay là những cái chùm hoa như này thì các bác có thể đưa được cả cái bàn tay của mình vào bên trong để cảm nhận được, thứ nhất là cái độ kênh bong và thứ hai là cái độ sạch sẽ mịn màng. Giữa mặt trước và mặt sau nó đều tạo nên một cái độ rất là kỹ thuật mà chúng tôi đã cam kết với khách hàng. Khi mà làm cái tranh thì luôn luôn là sạch, đẹp và thần thái. Và đó chính là ba điểm quan trọng nhất trên bức tranh Cửu Hạc Du Xuân này.